Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình thuộc dòng anh em hèn mọn vừa mới an nghỉ trong Chúa. Cha đã hoàn thành hành trình tuyên xưng đức tin của mình ở tuổi 86 với 56 năm linh mục. Ngài là người con giáo xứ Vạn Ngói, giáo xứ Rú Đất, giáo Phận Vinh. Ngài là người cổ võ cho truyền thống hiếu học và tu trì của giáo xứ Rú Đất trước đây. Ngài nâng đỡ những ai từng học tập ở Sài Gòn, không phân biệt vùng miền. Con cái Ngài nâng đỡ giờ có nhiều linh mục, tu sĩ trong các chủng viện cũng như dòng tu, thêm nhiều anh chị em thành công trong cuộc sống. Gia đình giáo xứ khắc ghi những đóng góp lặng thầm mà cha dành cho giáo xứ quê nhà chúng con. Nguyện Chúa là đấng nhân từ, đoái thương đón nhận linh hồn cha Gioan Bosco vào hưởng hạnh phúc bất diệt cùng các thánh. Dòng anh em hèn mọn, tỉnh dòng thánh Francisco Việt Nam. Ai tín? Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh, tỉnh dòng thánh Francisco Việt Nam kính báo. Tu sĩ linh mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình, dòng anh em hèn mọn, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1937 tại Nghệ An, đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ 15 chiều thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023, hưởng thọ 86 tuổi, 62 năm khấn dòng và 56 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2023, tại tu viện Francisco Thủ Đức, 42 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 3 giờ chiều thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại tu viện Francisco Thủ Đức, 42 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, linh cữu tu sĩ linh mục Gioan Bosco sẽ được hỏa táng tại Nghĩa Trang Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức. Chúng con kính xin quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Bể Trên, quý tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho tu sĩ linh mục Gioan Bosco được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Thay mặt tỉnh dòng Thánh Francisco Việt Nam, tu sĩ Gioan Nguyễn Phước, dòng anh em hèn mọn, giám tỉnh. Kính thưa cộng đoàn, đứng trước sự ra đi của cha Gioan Bosco với bao nhiêu là tiếc nuối và thương nhớ, đặc biệt khi nhìn lại cuộc đời phụng sự Chúa của cha, chúng ta có thể nói cuộc đời linh mục là cuộc hành trình dài, không ngơi nghỉ, đến và đi, đến để phục vụ, để đem yêu thương, để canh tân và dựng xây. Và rồi lại ra đi để tiếp tục sứ mệnh của người mục tử, tiếp tục lan tỏa ánh sáng tình yêu, tiếp tục dấn thân vì tình yêu của Đức Kitô và vì những đàn chiên đang cần người chăn dắt, yêu thương. Và ngày hôm nay, cha đã ra đi, cha đã rời xa mãi mãi chúng ta, nhưng hình ảnh một vị mục tử hết mình vì đoàn chiên vẫn luôn hiện diện nơi tâm trí của mỗi anh chị em giáo dân, nơi cha từng phục vụ. Lạy Chúa, xin Chúa thương đón nhận linh hồn cha Gioan Bosco về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhìn vào tấm gương của cha, chúng con cũng xin Chúa đốt lên trong tâm hồn các linh mục, lòng nhiệt thành phục vụ, tận tụy hy sinh vì đàn chiên theo gương vị mục tử nhân lành. Xin Chúa ban cho các ngài một tình yêu quảng đại, biết sử dụng quyền bính Chúa trao để hướng dẫn dân Chúa với lòng nhẫn nại, bao dung. Xin Chúa luôn nâng đỡ khi các linh mục gặp những khó khăn thử thách để các ngài luôn bền đỗ trong ơn gọi phục vụ của mình và thực sự trở thành những người mang sức mạnh tinh thần cho cộng đoàn mà Chúa trao phó. Sự ra đi của cha là lời nhắc nhở mỗi người ở lại. Hãy sống giây phút hiện tại làm sao cho vẹn tròn, ý nghĩa, bởi mỗi phút giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi người hãy biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Bởi ai cũng chỉ sống một lần và cũng chỉ chết một lần mà thôi. Trong Chúa, cha đã đi chọn hành trình nhân thế, đã dâng hiến tất cả, đã trung thành và thực thi thánh ý Chúa cách vẹn tròn. Đứng trước sự ra đi của cha Gioan Bosco với bao nhiêu là tiếc nuối và thương nhớ, nhưng chúng ta luôn giữ vững niềm hy vọng vào sự phục sinh mai sau. Ngay khi còn sống, con người đã mang trong mình sự chết, vì thế mà con người sẽ phải chết. Chết là một kết thúc của ta trong cuộc sống này và mọi cái ta sở hữu cũng đều chấm dứt.
sự chết nhắc nhở mỗi người về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh, phù du của đời sống con người trên dương thế. Đứng trước định mệnh khắt khe đó, người ta dễ có một nhận định sầu thảm, đôi khi sinh ra một thất vọng chán chường. Niềm tin vào Đức Giêsu, đấng đã chết và sống lại là niềm tin cao cả nhất của người Kitô hữu. Thật vậy, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu không những đã chuộc lại được cho con người những gì đã mất vì tội lỗi, nhưng còn là một cuộc sáng tạo, bởi vì nhờ sự chết và sống lại của người không những là nhịp cầu liên kết giữa Thiên Chúa và con người mà còn thiết lập một tương quan mới, đó là tương quan cha con. Nhờ cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, con người được tha thứ, được gội rửa sạch tội lỗi, khỏi án chết đời đời và trở nên con cái Thiên Chúa. Tin và sống trong ân tình của Chúa Kitô chính là chiến thắng sự chết, chính là đã mang trong mình mầm sống của sự sống đời đời. Ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ chết. Không bao giờ chết chính là không bao giờ mất sự hiện hữu trong tương quan với Thiên Chúa, không bao giờ mất sự sống trong tương quan ân tình với người. Xin được thắp nén hương lòng tưởng nhớ người đã khuất cùng với niềm tin tưởng rằng linh hồn cha Gioan Bosco sẽ được thưởng công xứng đáng trên nước trời. Xin thành kính nghiêng mình bái biệt cha, người mục tử trung kiên và đáng kính. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và ơn cứu độ của Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn cha Gioan Bosco được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.